với môn công nghệ lớp 7. Hôm nay chúng ta tiếp tục với tuần 2, tiết 4. Trong cái tiết 4 này chúng ta sẽ học về bài thực hành. Và ở đây chúng ta sẽ học hai bài, bài 4 và bài 5. Bài 4 xác định thành phần cơ giới của đất bằng phương pháp đơn giản, còn gọi là phương pháp vê tay. Bài 5 là xác định độ pH của đất bằng phương pháp xoa màu. Đầu tiên là mình nói về bài 4, xác định thành phần cơ giới của đất bằng phương pháp đơn giản, vê tay. Một lớn là mình sẽ tìm hiểu về những cái vật liệu và dụng cụ cần thiết. Đầu tiên là mình sẽ chuẩn bị mẫu đất, những cái mẫu đất nhỏ thôi để chúng ta làm thực hành đó. Số lượng mẫu đất là ba loại, ba mẫu đất ở ba nơi khác nhau. Lượng mỗi mẫu đất thì bằng một quả trứng gà hơi mỗi mẫu. Yêu cầu là đất phải khô hoặc hơi ẩm, ngoài ra nó phải sạch cỏ rác đá vân vân. Thứ tư là đất phải đựng trong túi ni lông hoặc dùng giấy gói, bên ngoài có ghi mẫu đất, số ngày lấy, người lấy, nơi lấy vân vân. Còn dụng cụ thì chúng ta sử dụng một lọ đựng nước, một ống hút lấy nước, ngoài ra cần phải có thước đo. Quy trình thực hành thì chúng ta sẽ có 4 bước sau đây. Bước 1, chúng ta sẽ lấy một ít đất bằng viên bi và cho vào lòng bàn tay. Bước 2, nhỏ vài giọt nước cho đủ ẩm. Khi cảm thấy mát tay, nặng thấy dẻo là được. Bước 3, dùng hai bàn tay vê đất thành thỏi, có đường kính khoảng 3 mm. 3 mm này là mình dùng thước đo nha, mình xem, mình đo ha. Thường 3 mm này bằng cái đường kính của một cái chiếc ống hút nhỏ đó. Bước 4, uốn thỏi đất thành vòng tròn có đường kính khoảng 3 cm. Đơn vị lúc này là 3 cm nha. Rồi để thấy rõ hơn thì mấy em quan sát cho cô hình trong sách ha. Trước tiên là mình sẽ ghi cái quy trình thực hành này vào tập. Còn cái phần 1 lớn thì mình không ghi nha, mình chỉ đọc sách thôi. Cái phần nhà vật liệu dụng cụ đó. Rồi giờ mình quan sát hình ảnh cũng có sẵn trong sách nè. Đây là cái quy trình thực hành của chúng ta. Bước 1, mình sẽ lấy một ít đất bằng viên bi và cho vào lòng bàn tay. Đây, em ta nhìn thấy nè. Bước 2, chúng ta sẽ nhỏ vài giọt nước cho đủ ẩm. Đây, nhỏ vài nước vào. Khi cảm thấy mát tay, nặng thấy dẻo là được. Bước 3, mình sẽ dùng hai bàn tay mình vê đất thành thỏi có đường kính khoảng 3 mm. Như vậy mình phải vê cho đến khi nào nó thành một cái thỏi và đường kính của nó đúng bằng 3 mm thì mình ngưng ha. Rồi. Em thấy cái hình ảnh này nó giống như một cái bằng khoảng bằng cái ống hút. Bước 4, mình sẽ uốn thỏi đất thành vòng tròn. Đây, vòng tròn có đường kính khoảng 3 cm. Như vậy cái thỏi đất của chúng ta uốn cong lại, chúng ta để xuống mặt bàn, chúng ta uốn cong lại thành thỏi như thế này, đường kính của nó là 3 cm. Rồi sau khi chúng ta làm xong thì chúng ta sẽ quan sát và chúng ta sẽ đối chiếu với bảng chuẩn phân cấp đất ở bảng 1 trong sách giáo khoa. Đây là bảng 1 chuẩn phân cấp đất. Sau khi chúng ta uốn cong thỏi đất rồi thì chúng ta sẽ quan sát cái thỏi đất mà đã được uốn cong đó, chúng ta xem nó như thế nào. Giờ ở đây mình có nhiều cái trạng thái đất sau khi vê. À, sau khi nếu mà mình biết được trạng thái đất sau khi vê thì mình sẽ biết được loại đất đó là gì. Cọc thứ hai là loại đất, cọc thứ nhất là trạng thái đất sau khi vê.
Rồi, nếu mà đất của chúng ta không vây được thì nó có hình dạng như thế này. Như vậy đất này mình sẽ kết luận đây là loại đất cát. Trường hợp 2, chỉ vây được thành viên rời rạc. Đây, hình ảnh này. Và mình sẽ kết luận đây là đất cát pha. Trường hợp 3, vây được thành thỏi nhưng đứt toàn. À, mình vây một thành thỏi nè, nhưng mà nó đứt cái khúc khúc ra như thế này. Mình kết luận đây là đất thạch nhẹ. Trường hợp 4, vây được thành thỏi nhưng khi uống bị đứt đoạn. Trường hợp này đây, nếu mà mình vây thành thỏi rồi, mình uống cong nó và nó bị đứt đoạn như thế này. Thì mình kết luận đây là loại đất thạch trung bình. Trường hợp 5, vây được thành thỏi nhưng khi uống có vết nứt. Đây, chúng ta vây thành thỏi nè. Và khi uống cong như thế này thì chúng ta thấy nó có những cái vết nứt nhỏ trên cái thỏi đất đó. Và mình kết luận đây là đất thạch nặng. Trường hợp 6, vây được thành thỏi nhưng khi uống không có vết nứt. Đây, vây thành thỏi và uống cong nó rất là liền, rất là đẹp, không có vết nứt gì hết. Và mình kết luận đây là đất sét. Như vậy mấy em thấy rất là dễ ha. Sau khi mình làm xong 4 bước đó thì mình sẽ biết được à, đất của chúng ta sử dụng đó, chúng ta lấy cho nơi mà chúng ta lấy thuộc loại đất gì. À, như vậy là mình đã xác định được thành phần cơ giới đất rồi. À, đất cát là nó có nhiều cát, đất sét là có nhiều sét ha. Đất nhiều bột bụi thì mình gọi đó là đất thịt. Thì đất thịt thì có nhiều loại, đất thịt nặng, đất thịt nhẹ, đất thịt trung bình. Còn đất cát thì có đất cát pha. À, rồi như vậy sau khi biết được thì mấy em có thể tiến hành thực hành ở nhà ha. Mấy em cũng sẽ lấy từng mẫu đất đã chuẩn bị và làm theo các bước đã nêu ở trên. Sau đó mình ghi kết quả thu được. Bây giờ tập. Tiếp theo mình sẽ sang phần B là ở bài 5. Xác định độ pH của đất bằng phương pháp so màu. Phương pháp so màu ở đây có nghĩa là mình so sánh màu sắc. Đây là cũng là một cái phương pháp rất là đơn giản. Mình mở sách ra cái bài 5 ha, mình xem vật liệu dụng cụ cần thiết. Ở đây chúng ta sẽ cũng sử dụng đất ở những nơi khác nhau. Số lượng là 2 mẫu đất. Và lượng mỗi mẫu đất thì bằng quả trứng gà. Yêu cầu là cũng khô, ẩm hoặc hơi ẩm, sạch cỏ, rác, đá, vân vân. Đất đựng trong túi ni lông hoặc dùng giấy gói bên ngoài. Có ghi mẫu đất, số máy, ngày lấy là ngày nào, người lấy là ai, nơi lấy là ở đâu. À, dụng cụ thì chúng ta sử dụng một thìa nhỏ bằng nhựa hoặc bằng sứ màu trắng. Nhớ là phải màu trắng ha, để mình dễ quan sát. Thứ hai là mình dùng một thang màu pH chuẩn. Thứ ba là dùng chất chỉ thị màu tổng hợp. Rồi, chất chỉ mài thị màu tổng hợp này thì mình phải mua ở những cái cửa hàng đang có chất. Còn thang màu pH chuẩn này thì thường có trong phòng thí nghiệm của giáo viên, phòng phòng hóa. Rồi, đây là cô giới thiệu cái thang màu pH chuẩn, nó có hình dáng như thế này, nó bằng giấy thôi ha. Và trên đó nó có những cái vạch, mỗi vạch như vậy tương ứng với một cái màu ha, từ đỏ đậm đến nhạt, nhạt dần và chuyển sang màu vàng, sau đó chuyển sang màu xanh. Và cứ mỗi ô màu như vậy nó ứng với một cái tỷ số từ 4 rồi 4,5, 5 rồi 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, rồi 8, vân vân. Đây là cái thang màu để chúng ta so sánh màu sắc, để từ đó mình biết cái độ pH. Những cái tỷ số này là nói về cái độ pH nè, độ pH của đất á. Thì cách làm như sau. Giờ chúng ta sẽ sang phần 2 lớn, quy trình thực hành. Thì gồm các bước sau đây. Bước 1, mình sẽ lấy một lượng đất bằng hạt ngô,
tức là hạt bắp á, và cho vào cái thìa. Bước 2, nhỏ từ từ chất chỉ thị màu tổng hợp vào mẫu đất, sao cho đến khi dư thừa một giọt. Nhỏ từ từ thôi. Bước 3, sau một phút nghiêng thìa, cho chất chỉ thị màu chảy ra và so màu với than màu pH chuẩn. Nếu trùng màu nào thì đất có độ pH tương đương với độ pH của màu đó. Như vậy cái chất chỉ thị màu này thì ở nhà mình không có, thì mình không làm được đâu. Này chỉ có ở trường, trong phòng thí nghiệm ở trường mới có. Rồi như vậy mấy em ghi cho cô cái quy trình thực hành này vô, có 3 bước ghi vô để học. Rồi đây là chúng ta quan sát hình ảnh minh họa nè. Quy trình thực hành. Ở bước 1, chúng ta sử dụng một ít đất nhỏ bằng hạt ngô thôi cho vào một cái thìa. Rồi bước 2, chúng ta sử dụng cái chất chỉ thị màu tổng hợp, chúng ta nhỏ vào cái viên đất đó. Nhỏ từ từ cho nó thấm hết vào viên đất và đến khi nó dư thừa ra một giọt thôi, không quá nhiều, không quá ít. Bước 3 là chúng ta sẽ chờ một phút. Sau đó mình sẽ nghiêng cái thìa này nè, cho nước trong cái viên đất nó chảy ra. Khi nước trong viên đất chảy ra thì nó sẽ có màu. Thì cái màu này nó tùy theo loại đất mà cái màu này nó có thể là màu đỏ, màu vàng, màu cam, màu xanh, vân vân. Như vậy khi mà cái chiếc nước này nó chảy ra thì chúng ta sẽ xem cái màu sắc của nước này nè và chúng ta so sánh với cái than màu pH chuẩn bên đây. Chúng ta xem nó trùng hợp với cái màu nào, nó giống cái màu nào ở bên trên thân màu thì chúng ta sẽ kết luận được cái độ pH của nó là bấy nhiêu. Ví dụ như ở trường hợp này chúng ta thấy nó có màu vàng, ứng với pH là bằng 6. Từ đó mình kết luận cái viên đất này, cái nơi mà lấy đất này nè, nó đất ở đó có pH bằng 6. Mà đất mà có pH bằng 6 thì mình biết rồi đất đó thuộc loại đất nào rồi. Đất chua hay đất kiềm hay là đất trung tính rồi. Thì ở bài trước mình gặp đã nói rõ ha, mình nhớ để mà kết luận. Như vậy tùy theo từng loại đất mà cái màu này nó khác nhau ha. Nếu mà cái màu nó sang màu cam thì nó có thể là nó pH là 5,5. Hoặc là đậm hơn thì là pH bằng 5. Hoặc là đỏ thì nó có pH bằng 4,5 hoặc 4. Hoặc là cái màu này nó ngã sang màu xanh nhạt thì là pH bằng 7. Hoặc là 7,5 hoặc 8, vân vân ha. Cho nên mình phải quan sát màu và mình so sánh cho thật kỹ ha, cho nó chính xác. Như vậy cô đã hướng dẫn cho mấy em là xác định độ pH của đất bằng phương pháp so màu. Đây là phương pháp cũng rất là dễ làm. Nhưng mà mình phải có cái chất chỉ thị màu này mình mới sử dụng được, mới làm được. Phần 3 là thực hành. Thì đúng ra là mấy em có thể tự làm ở nhà, nhưng mà không có chất chỉ thị màu này thì mấy em sẽ khỏi làm. Mấy em chỉ học thuộc các bước thôi là được rồi. Về bài học của chúng ta đến đây là hết ha. Về nhà mấy em học bài, trả lời câu hỏi cuối bài và đọc trước bài mới cho cô ha, bài số 6. Rồi, bài học của chúng ta đến đây là hết. Cô chào các em.